Thông tin từ báo VTC News, chiều ngày 19 tháng 11, công an tỉnh Phú Thọ cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ hai trong vụ năm học sinh mất tích khi tắm sông tại khu vực bãi bồi sông Hồng, thuộc khu 1, xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, Phú Thọ. Thi thể nạn nhân được tìm thấy lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày tại vị trí hạ lưu cách cầu Phao Phong Châu khoảng 2 km, thuộc địa phận khu 7, xã Hương Nộn, huyện Tam Nông. Lực lượng công an đang khám nghiệm tử thi, đồng thời cho gia đình các nạn nhân nhận dạng. Bước đầu, gia đình nạn nhân xác định thi thể trên là cháu BKLA, sinh năm 2011. Lúc 15 giờ 50 phút ngày 18 tháng 11, 10 học sinh trường trung học cơ sở Hiền Quan dù nhau ra bãi sông Hồng thuộc khu 1 xã Hiền Quan chơi. Trong khi vui chơi, 6 em xuống tắm sông gồm 3 trai, 3 gái thì gặp nạn, Một em bơi được vào bờ, 5 em mất tích. Các học sinh bị mất tích đều đang học lớp 8, gồm TMZ, HTTL, BKLA, HTZ và LAZ. Lúc 19 giờ ngày 18 tháng 11, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể nữ sinh đầu tiên. Từ hôm qua tới nay, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các lực lượng khác và chính quyền địa phương nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Phú Thọ huy động hai xe cứu nạn cứu hộ, một xuồng máy, hai máy nạp khí thở cho thiết bị lặn, hai phao bè, 10 phao cứu sinh, 30 áo phao. Công an tỉnh cũng huy động 35 cán bộ chiến sĩ, tổ người nhái gồm có 12 cán bộ chiến sĩ với đầy đủ trang thiết bị lặn chuyên dùng. Phối hợp cùng với hai cano của lực lượng cảnh sát đường thủy triển khai hai thiết bị ra tìm dưới lòng sông từ khu vực các nạn nhân gặp nạn xuôi xuống hạ lưu. Đại tá Nguyễn Minh Tuấn là giám đốc công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các lực lượng công an tỉnh phải khắc phục mọi khó khăn, khẩn trương triển khai tích cực các biện pháp cứu nạn cứu hộ với nỗ lực lớn, quyết tâm cao tìm kiếm các cháu bị mất tích, xoa dịu nỗi đau cho các gia đình. Đại tá Nguyễn Minh Tuấn cũng yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ lực lượng phương tiện tìm kiếm cứu nạn cứu hộ xuyên đêm, ra soát kỹ lưỡng từng vị trí trên sông. Ngoài ra, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ huy động 20 cán bộ do Đại tá Trần Nho Lương, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, trực tiếp chỉ huy. Đơn vị huy động 4 xuồng máy, 2 ô tô tải, thiết lập sở chỉ huy giã chiến tại xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, Ban Chỉ huy quân sự thị xã Phú Thọ và Ban Chỉ huy quân sự huyện Lâm Thao huy động 40 cán bộ chiến sĩ, bao gồm cả lực lượng thường trực và dân quân tham gia tìm kiếm cấp ủy chính quyền thị xã Phú Thọ cũng có mặt tại hiện trường, phối hợp chỉ đạo công tác tìm kiếm. Báo Dân Chí đưa tin, sáng ngày 19 tháng 11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Công an đang nỗ lực phối hợp với các lực lượng khác và chính quyền địa phương tìm kiếm 4 học sinh trường trung học cơ sở Hiền Quan, huyện Tam Nông, Phú Thọ bị đuối nước vào chiều ngày 18 tháng 11, đang mất tích trên sông Hồng. Phòng Cảnh sát Phòng Cháy chữa Cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động 35 cán bộ chiến sĩ, trong đó có tổ người nhái gồm 12 người với đầy đủ trang thiết bị lặn chuyên dùng, phối hợp cùng với lực lượng Cảnh sát Đường Thủy triển khai hai thiết bị ra tìm dưới lòng sông từ khu vực nạn nhân gặp nạn xuôi xuống hạ lưu sông Hồng. Hai xe cứu nạn cứu hộ, xuồng máy, máy nạp khí thở cho thiết bị lặn, phao bè, 10 phao cứu sinh, 30 áo phao đã được huy động phục vụ công tác tìm kiếm. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Tam Nông, từ đêm qua đến sáng nay đã có gần 100 cán bộ chiến sĩ công an, quân đội và lực lượng địa phương tham gia tìm kiếm 4 học sinh mất tích. Khu vực tìm kiếm được mở rộng về phía hạ lưu sông Hồng từ 8 đến 10 km. Trong sáng ngày 19 tháng 11, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ và quân khu 2 Bộ Quốc phòng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm. Theo công an, đến nay mới tìm được thi thể của một nữ học sinh vào tối ngày 18 tháng 11 Đảng ủy xã Hiền Quan huyện Tam Nông cho biết, danh tính 5 học sinh mất tích đều học lớp 8 thuộc trường Trung học cơ sở Hiền Quan, gồm các em Trần Mỹ Duyên, Hà Thị Thu Lan, Bùi Kiều Lan Anh, Hà Tiến Dương và Lê Anh Dũng. Chiều ngày 18 tháng 11, do được nghỉ học nên 10 học sinh rủ nhau tới khu vực bãi bồi sông Hồng, đoạn thuộc địa phận khu 1 xã Hiền Quan chơi. Sau đó có 6 cháu xuống tắm sông, một cháu bơi được vào bờ, còn 5 cháu bị đuối nước mất liên lạc. Theo báo VietnamNet, ngày 18 tháng 11, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Lê Ngọc Lan, sinh năm 2005 ở Đan Phượng ra xét xử về tội sát hại người. Theo cáo buộc, khoảng tháng 11 năm 2022, Trần Hữu Quảng, sinh năm 2006 ở Đan Phượng, nhiều lần vay tiền của anh Lê Quốc Vinh, sinh năm 1983 ở Đan Phượng với tổng số là 30 triệu đồng, lãi suất do hai bên thỏa thuận. Hàng tháng, Quảng trả lãi cho anh Vinh bằng tiền mặt và không có giấy tờ ghi nhận. Đến tháng 1 năm 2023, Quảng không còn khả năng trả nợ nên đã báo cho bố mẹ mình biết để trả nợ hộ. Từ đó, bố của Quảng là ông Trần Văn Thân hàng tháng đều đưa tiền cho vợ là bà Hoàng Thị Cái, sinh năm 1954, mang tiền sang trả anh Vinh. Do em trai bà gái lấy chị gái anh Vinh nên ông Thân muốn vợ xin anh Vinh cho trả nốt nợ gốc không lấy lãi. Đến tháng 4 năm 2023, bà gái đưa cho chị Phan Thị Thu là vợ anh Vinh tổng số 30 triệu đồng và xin chị này không tính lãi nữa. Chị Thu đồng ý nhưng anh Vinh không chấp nhận vì chuyện này mà giữa anh Vinh và Quảng xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Tháng 11 năm 2023, Quảng gọi điện cho bố kể lại việc anh Vinh đòi tiền và dọa phá cửa hàng của Quảng. Ông thân gọi điện thoại cho vợ anh Vinh hỏi tại sao vẫn đòi tiền và dọa phá cửa hàng của con trai ông. Vì việc này, giữa ông thân và chị Thu cũng lại xảy ra cãi nhau. Bà cái nghe được câu chuyện giữa chồng và chị Thu nên đi gặp chị Thu để hỏi rõ sự việc. Khoảng 21 giờ 45 phút ngày 3 tháng 11 năm 2023, bà gái thấy Vinh đang ngồi ở quán nước tại xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, bèn hỏi chuyện về việc vay nợ. Sau đó giữa hai người xảy ra to tiếng cãi nhau chửi nhau. Anh Vinh chút đòn vào mặt bà gái. Trong khi đó ông Thân đi tìm vợ thì thấy bà gái đang giằng co với anh Vinh, ông Thân đã chạy về nhà lấy con dao quắm chém về phía anh Vinh nhưng anh này tránh được. Anh Vinh ôm ông Thân quật xuống đất làm ông này bị rơi con dao ra. Trong lúc anh Vinh định xông vào ông Thân thì bà gái nhặt con dao chém về phía anh Vinh nhưng không trúng. Anh Vinh giằng con dao trên tay bà gái vứt đi rồi kéo bà này đến cổng trụ sở công an xã. Trong khi đó, ông thân bị hai thanh niên đang ngồi ở quán nước xông vào, một người dùng đầu gối thúc vào ngực, một người khống chế, ghi xuống đất. Một lúc sau, công an xã Thọ Xuân đến giải tán đám đông, vợ chồng ông thân và anh Vinh tiếp tục đứng ở lòng đường cãi nhau. Khi đó, Lê Ngọc Lan, sinh năm 2005, sinh viên một trường đại học, là con gái của anh Vinh đang ở nhà, thì nghe thấy mẹ nói về việc anh Vinh bị chém ngoài ngã tư, Lan chạy tới gầm cầu thang tầng 1, lấy chiếc búa đinh cất giấu vào cạp quần rồi ngồi sau xe máy để mẹ trở ra ngã tư. Đến đoạn đường N1 thuộc cụm 4, xã Thọ Xuân, nữ sinh viên thấy mọi người đang tụ tập cãi nhau, bèn hỏi người bán nước. Người bán nước không nói gì mà chỉ về phía bà gái đang đứng chỉ nhau với anh Vinh. Ngay lúc đó, cô sinh viên cầm búa đi đến, dơ lên, đập liên tiếp, hai phát trúng đầu của bà gái, làm nạn nhân bất tỉnh ra đường. Gây án xong, Lan bỏ chạy, còn nạn nhân được đưa đi cấp cứu và bị xác định tổn hại 22% sức khỏe. Tối hôm đó, nữ sinh viên đi ngủ nhờ nhà người khác và gặp nhóm bạn. Bị cáo kể lại sự việc cho các bạn nghe và các bạn Lan đều khuyên nữ sinh đến làm việc với cơ quan công an. Đến chiều ngày 6 tháng 11 năm 2023, Lan bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra hành vi phạm tội. Trước khi diễn ra phiên tòa, tập thể sinh viên lớp Luật Kinh tế của trường đại học nơi nữ sinh viên đang học tập có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Lá đơn viết: "Chúng tôi nhận thấy trong quá trình học tập, bạn Lê Ngọc Lan chấp hành nghiêm túc nội quy quy chế của trường, khoa và lớp, chăm chỉ học hành, tiếp thu bài tốt, lễ phép với thầy cô." Tại tòa, luật sư bào chữa xin hoãn phiên xử, hội đồng xét xử đã chấp nhận yêu cầu này. Thông tin từ báo Vietnamnet, Trung tâm chỉ huy phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã huy động 11 xe chuyên dụng cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ nỗ lực chữa cháy nhà kho đồ chơi trẻ em tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai suốt 4 giờ. Liên quan đến vụ cháy xảy ra tại ngõ 115 Định Công, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội sáng ngày 19 tháng 11. Đại diện đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Hoàng Mai cho biết, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố đã huy động 11 xe cứu hỏa của 4 đơn vị tham gia chữa cháy. Cụ thể vào hồi 22 giờ 26 phút ngày 18 tháng 11, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy xảy ra tại ngõ 115, Định Công, phường Thịnh Liệt. Ngay khi nhận được tin báo, trung tâm thông tin chỉ huy đã điều động 4 xe chữa cháy của công an quận Hoàng Mai, 2 xe của công an quận Hai Bà Trưng, 3 xe của đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 2, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và 2 xe của đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 5 đến hiện trường. Cảnh sát xác định kho xưởng bị cháy thuộc khu đất của công ty cổ phần dịch vụ vận tải đường sắt Việt Nam có diện tích 800 m2, nhà cao một tầng, kết cấu bằng tường gạch mái lập tôn. Do bên trong có nhiều đồ nhựa, đồ chơi như nhà bóng, bóng nhựa v.v. nên ngọn lửa bùng lên dữ dội, lan nhanh, khiến công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Tại hiện trường, đã có 250m2 thuộc công ty cổ phần đầu tư và phát triển nội thất hương Nam Cường thuê lại mặt bằng của công ty cổ phần dịch vụ vận tải đường sắt Việt Nam bị cháy. Một số kho liền kề bị cháy xém, tác động nhiệt và ám khói. Nhà dân liền kề bị tác động nhiệt và ám khói từng nhà. Vụ cháy kéo dài suốt 4 giờ khiến các lực lượng chữa cháy rất vất vả. Đến 1 giờ sáng ngày 19 tháng 11 mới dập tắt được hoàn toàn cũng theo đại diện đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận hoàng mai vụ cháy không gây thiệt hại về người thiệt hại về tài sản đang được thống kê công an quận hoàng mai đang điều tra nguyên nhân vụ cháy